Sơ phiếu Nhật bãi xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Video này thì em chia sẻ đến cô chú anh chị chiếc bếp Osaka Ga bo viền bằng inox 304 còn rất là đẹp. Các bác thấy con bếp này thì sẽ có nhiều tính năng, full chức năng, có đồng hồ hẹn giờ của bếp bên trái, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Bên này thì sẽ có phím 3S nấu lửa lớn liên tục, cài đặt được nhiệt độ trên giá từ 160 lên đến 200, tự động nấu nước, lò nướng 2 tầng lửa và hẹn giờ được đồng hồ của lò nướng các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Sơ phiếu Nhật bãi. Các bác xem bếp, thấy bếp đẹp thì ủng hộ em một đăng ký kênh, một lượt thích ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Video này thì em đang chia sẻ đến các bác chiếc bếp Osaka. Osaka Ga, một trong những cái dòng thương hiệu lớn của Nhật. Và những cái thương hiệu này thì có nguồn gốc lâu đời, vì thế những cái sản phẩm của họ thì cũng cực kỳ chất lượng. Đây là thành vách bên trái của bếp ạ. Thành vách bên phải này, phía sau của bếp các bác nhé. Phía sau của bếp em quay chi tiết một chút để khi mà mình nhận bếp này, mình chọn bếp thì mình chỉ cần xem kỹ video, alo cho em là mình lấy chiếc bếp này thì em sẽ xin thông tin đóng chiếc bếp này đến các bác mà không cần phải test lại nữa, vì em sẽ test trong cái video này rồi. Chiếc bếp này là chiếc bếp Osaka Ga 110R427 các bác nhé. Đây là mã số của sản phẩm ạ. Chiếc bếp này thì sở hữu một đôi kiềng bằng hợp kim thép rất là chắc chắn và có độ bền cao, chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Mặt kính ánh kim tuyến màu xanh da trời, màu xanh rất là sáng. Ai mà yêu thích cái sự đồng bóng, yêu thích cái sự màu mè và muốn cho không gian bếp nhà mình có một cái màu xanh đặc trưng làm sáng không gian bếp thì mình có thể lựa chọn ngay cái chiếc bếp này ạ. Bếp thì sẽ có hai tâm cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ nhỏ vùng lửa và 250 độ C thì sẽ tắt lửa và khóa ga. Các tính năng an toàn của chiếc bếp Nhật đó là mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, nước chảo tắt lửa khóa ga, cạn nồi tắt lửa khóa ga và gió thổi tắt lửa cũng sẽ khóa ga. Rất là tiện lợi trong trường hợp mình không có tại vị trí bếp, không lo bị cháy nồi này, không lo thất thoát lượng ga ra bên ngoài, cũng không lo cháy nổ. Người già, chị em phụ nữ sau sinh hay quên thì cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Không có lo là mình kho cá kho thịt bị cháy nồi, mình luộc ngô luộc khoai mà cạn nước không biết lại cháy nồi, cháy luôn cả thức ăn ở bên trong. Thì chiếc bếp Nhật này thì sẽ giải quyết toàn bộ những cái yêu cầu như thế ạ. Đầu tiên thì bếp thì sẽ dùng IC để đánh lửa nên là cần một đôi pin đại làm nguồn. Đôi pin này thì là mình mua cửa hàng tạp hóa, cửa hàng dân dụng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn tùy vào chất lượng pin và sẽ sử dụng được từ 4 đến 6 tháng, tùy vào nhà mình sử dụng nhiều hay ít ạ. Bếp thì dùng công tắc đề, phím đề làm công tắc bật bếp này. Mình nhấn cái phím này xuống ạ, mình nhấn mạnh một chút nhá. Thì bếp lửa sẽ lên ở phía trên. Các bác trông lửa rất là xanh này, mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây ạ. Lửa cực kỳ xanh nhá. Bếp nhà em thì ngọn lửa nó hơi khó nhìn một chút, tại vì là không, nó rất là xanh nên là ngọn lửa nó lên cao thì màu nó nhạt dần và cái ánh sáng của phòng phòng live bên em thì nó rất là sáng nên là mình nhìn hơi khó ấy. Nhưng mà các bác thấy không ạ, chân lửa lên rất là xanh này, chân lửa cực kỳ xanh luôn. Bên này cũng thế ạ, như hai bông hoa xanh luôn. Hai bông hoa xanh này nhà em thì đã test các cái chức năng hoàn hảo, các cái chức năng của bếp thì đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mà đóng gói và gửi đến quý khách hàng. Ngay bây giờ thì em trải nghiệm test thử bếp để các bác trải nghiệm nhé. Bếp bên trái thì em test tính năng nước cạn tắt lửa khóa ga. Bếp bên phải thì em test tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga. Em điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây nhé, em cho nhỏ lửa một chút ạ. Nước chảo tắt lửa khóa ga thì mình có thể trải nghiệm khi mà mình mua bếp về sử dụng các bác nhé. Vì video có hạn mà em quay thì nó hơi mất thời gian đấy. Đối với chức năng nước cạn tắt lửa khóa ga hoặc là nước chảo tắt lửa thì sẽ khóa ga luôn. Còn chức năng gió thổi này thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga các bác ạ. Bếp thì sẽ có kích thước bếp là 40 và 60 tương ứng với chiều rộng và chiều dài. Mình vừa nghe cái tiếng tít tít là cái nghe bếp bên phải thông báo đã khóa ga này. Rất là tiện lợi các bác nhá, không có lò cháy nổ đâu. Bếp bên phải ạ đã xong, tiếp tục đến bếp bên trái thì đạt đến 200 độ thì bếp đã nhỏ vùng lửa. Rất là tiện lợi nhá. Lò nướng của bếp Osaka Ga thì khá là rộng. Lò nướng trước này thì hai tầng lửa luôn, hai tầng lửa này. Hai tầng lửa này thì mình có thể nướng cá, nướng thịt, nướng tôm, nướng mực, nướng rau củ, nướng gì cũng được các bác nhá. Có thể nướng trực tiếp xuống cái khay này hoặc là lên cái vỉ inox này cũng được. Mình muốn khoang nướng rộng rãi thì mình bỏ cái này ra. Còn nếu mà mình muốn nướng những cái gì mà nó có dầu mỡ, nó có cái độ rớt nước thì mình nướng lên trên cái mặt này ạ. Con này lò nướng hai tầng lửa này.
Đây, nữa lò nướng cũng cực kỳ đẹp luôn. Tầng lửa phía trên và tầng lửa phía dưới thì giúp cho chúng ta khi mà nướng thì không cần phải lật, không cần phải lật trái, lật phải, lật trên, lật dưới, thì mình chỉ cần để ý một thời gian thôi nhé. Ngoài thời gian thì lại có cả đồng hồ hẹn giờ của bếp lò nướng, từ 15, tối đa là 15 phút và tối thiểu các bác, tối thiểu là 1 phút ạ. Đồng hồ hẹn giờ của lò nướng nhé. Đây, mình để ý một chút này, bếp bên trái nước cạn, tắt lửa cũng đã khóa ga này, rất là an toàn nhá. Công tắc bếp còn hoạt động nhưng mà bếp thì đã khóa ga, không có lo cháy nổ các bác ơi. Không có lo cháy nổ các bác ơi. Chiếc bếp này thì em đang bán với giá là 4 triệu đồng các bác nhá. 4 triệu đồng bên em bao phí ship vận chuyển toàn quốc, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Mình mà ưng chiếc bếp này thì liên hệ với em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình ạ. Em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo ạ.